Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực Napoleon. Mình là Châu Châu Vua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cuộc chiến của Vương quốc Anh để đi chinh phục châu Âu. Ở tập trước ấy thì mình cũng đã bắt đầu tấn công sang cái vùng Tây Bắc nước Đức và tiêu diệt một số thằng rồi, và bây giờ thì mình đang đồng minh được với Phổ, Nga và Áo và một số nước nữa, nhưng mà nói chung là không đáng kể lắm. Thụy Điển thì đây này, mấy cái thằng phương Nam này, nhưng mấy thằng đấy thì gần như là nó để làm cảnh thôi. Cái bộ máy chính trị của mình thì bây giờ nói chung là ổn rồi, mình đã xây dựng được cái bộ máy mật tướng ít nhất 4 sao trở lên rồi đấy ạ. Đó, như vậy là được rồi đấy. Tình hình thì lãnh thổ của mình nói chung là ổn. The National Summary tab. Vâng, mọi thứ nó ổn. Tiền chúng ta thu nhập được do thằng đệ nó cống nạp hơn 700 một lượt. Đó là một con số lớn. Chúng ta giao thương được 12.000 kìa. Đấy, người Anh rất mạnh về giao thương mà. Rồi, bây giờ thì mình đang mua một ít cái thuyền chiến ở đây đã. Không biết là liệu lần này thuyền có đủ sức đánh nhau không, mà chắc là được. Đang tính hỏi thăm mấy anh ấy, mà bây giờ mình chờ lên cấp cái này thì chắc cũng lâu lắm. Tất nhiên là được thôi, nhưng mà cũng lâu. Gì đây? Bây giờ mình đang... chắc cái lượt này hình như mình hết việc để làm rồi. Qua lượt đó. Bây giờ thằng Pháp, thằng Napoleon nó đánh vào tận đây rồi, mình rất sợ. Nó mà đánh được vào đây thì nguy hiểm lắm ấy. Thôi qua lượt đó. Xem tình hình tiếp theo như nào. Nếu có thể mình mà cố gắng bao vây nốt cái vùng Chamberlain của Pháp nữa thì ngon nhỉ. Không. Mấy cái vùng ở phía Nam cũng là vùng miền Đông nước Pháp thì có lẽ là ổn hơn. Mình chỉ ngán nhất là thằng Napoleon nó tái chiếm được cái vùng trên này nó nguy hiểm. Quân Nga di chuyển ác nhỉ. Muốn đánh nhau các với hạm đội phương Nam thì mình cần phải có một căn cứ hải quân ở khu vực dưới đó. Chúng ta cần phải có căn cứ hải quân ở Địa Trung Hải. Chúng ta có vùng Gibraltar, nhưng tiếc là mình đã giao lại cho tự tử rồi. Và you must either appease the rioters by đó là một cái việc cần thiết, bởi vì là chúng ta không thể không muốn tốn quá nhiều quân cho những cái việc đúng không ạ? Chúng ta sẽ không cần phải tốn quá nhiều quân, chúng ta giao cho thằng Bỉ, chúng ta vừa có thể phòng thủ được mà cũng không cần phải rồi ok. Chúng ta cứ tiếp tục đưa các cái quân đội vào các cái thương cảng để nó tăng thêm cái số tiền chúng ta nhận được. Vấn đề nghiên cứu khoa học của mình thì bây giờ mình đang nghiên cứu mình sẽ nghiên cứu nhánh quân sự đó để liên tiếp cái nhà lính đời tiếp theo. Nói chung là cả một vấn đề, chúng ta nghiên cứu vào cái này nữa thì nó sẽ tăng 4% tốc độ hồi quân nữa. Nhưng mà nói chung là ngoài quân Pháp ra thì tất cả các quân khác đều hồi quân rất chậm. Mình sẽ thanh lý cái đội kỵ binh này bằng các cái đội kỵ binh mới tuyển. Đây rồi, chúng ta sẽ ở đây một lượt nữa thì phải, đúng rồi. Chúng ta nâng cấp cái này nó sẽ tăng tốc độ hồi quân nữa này. Mình cần hồi quân một chút xíu nữa. Cái này nó tăng hồi quân thì phải, đúng rồi. Và tăng tiền nữa cơ. Mình đang có kế hoạch là đây, mua mấy con ngựa này. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Có lẽ 10 thằng là đủ nhỉ? Thế thôi, nhiều lắm gì đâu. Ba con ngựa. 10 thằng lính này và ba con ngựa, đẹp rồi. Ok. Hết tiền rồi. Nhiệm vụ của chúng ta là kiểm soát Tây Ban Nha này. À, cái đảo gì đây chứ? Balearic thì đây và Florence miền Nam nước Pháp. Đây chúng ta 1 2 3 này, 4 này, 5 này. Vậy thì chúng ta cũng 5 nữa là 16 rồi. Vậy thì cũng không khó lắm đâu. Chiến dịch chắc cũng không phức tạp lắm. Mình cũng không cần phải đánh nhau nhiều. Khi cần thì mình sẽ khôi phục thêm một tướng nữa. Lần sau chắc vùng này có nổi loạn quá. Tôi đã gọi cứ qua lượt đi. Có việc gì để làm đâu. Đó, chúng ta sẽ lấp đầy các cái thương cảng này bằng các cái thuyền buôn. Chúng ta sẽ lấp đầy các thương cảng đấy bằng các cái thuyền buôn. Hiện tại thì hải quân của chúng ta đang phong tỏa bờ biển miền Bắc nước Pháp. Nói chung miền Bắc nước Pháp bây giờ hoàn toàn bị chúng ta phong tỏa. Chúng ta đã kiểm soát hoàn toàn eo biển Mons. Người Nga đang cử rất nhiều chiến hạm đi xuống phía Nam à? Nói chung tướng quân, các bạn có thể thấy rồi, tập trước thì mình đã dùng cái chính sách gọi là luyện cấp cho tướng. Rồi ok, có quân đổi dậy đây rồi. Quân đoàn này nói chung là ổn rồi đúng không? Forward for crown and country. March, sir. Troops, forward. Waiting for orders. At the ready. Wow. Quân ít này ăn được không nhỉ? Vớ vẩn vỡ mồm. Xếp lại phát cho chắc cờ, bởi vì nếu nó có lên skill thì mình còn luyện cấp. À đây nó chỉ là quân đông dân. John Moore học thêm một skill nữa. À tốt. Rồi, nó có hai skill tăng sĩ khí thì cũng ổn rồi. Cái này nó sẽ không vây thành được. Tốt rồi, skill này khá tốt, mình sẽ lưu lại. Wash them like flies. Victory. Lại lên skill thì đấy. Awaiting further orders. Cộng 3 morale. Yes. We shall triumph. Oh, lại lên skill tiếp này. Oh. Trừ 20% chết khi đi, cộng 1 morale. Ồ, tốt rồi. Ồ, tướng của mình làm một phát 3 skill, ngọt thế. Quân cộng 3 morale này, cái này 1 morale này. Nãy học được cái này thêm 1 round, cái này 1 morale nữa. Lính sĩ khí mười mấy cơ mà, lính cơ bản của nó chỉ có 6. Được. Ồ. Hết tiền rồi. Đầu tiên thì phải nâng cấp nhà chính phủ. À, ơ,
Mình nhớ là xây cái nhà này lên là phải mua được cái thằng lính gì mà nhỉ? Ở đây mình đang lên cấp, đã lên quái rồi. Nâng cấp lên thì mới mua được một đội lính mặc váy nữa. Rồi mình cứ chể cho cái vùng này nó, chắc nó còn phải lâu lâu nữa nó mới nổi loạn được. Thôi thì từ từ tranh thủ xuống đây tấn công nước Pháp ta đã. Cái đất của thằng chư hầu mình, chắc là quân mình nó sẽ hồi quân chậm hơn. Đó, nó chỉ hồi được không sao, dù sao nó cũng gần đầy rồi. Mình sẽ tấn công vào đây. Tấn công vào đây. Rồi. Một lượt nữa là lại có đội thuyền buôn tiếp à? Ai già nghèo quá nhỉ. Tướng quân của chúng ta rank khá tốt. Your Majesty. Make camp. Mình cần phải mua thêm mấy con ngựa nữa. Hết tiền. Hết tiền. Yes. Cần có 3 con ngựa thôi là đủ rồi. Quân đoàn của tướng Wellington này thì skill các bạn có thể nhìn thấy đây là cực kỳ là mạnh luôn. Với cái skill như thế này thì mọi việc là Heroic Attacker Master rất là mạnh. Nói chung là vậy. Và tướng 9 sao thì không phải dạng vừa đâu. Thôi, chúng ta cứ qua lượt. Một lượt sau nữa thì mình sẽ nâng cấp được cái này, nhưng mà mình cũng không có tiền. Nhưng mà mình muốn nâng cấp thì là mình phải đi ăn cướp rồi. Thằng Pháp này nó vẫn đang cố gắng để chống phong tỏa đấy, nhưng mà xem chừng hơi khó đấy. Bởi vì bị mình phong tỏa chặt quá. Oh, there are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas quá, now will increase your nation's trade income later. Mình chỉ có hơn 7.000 một lượt thôi nên là không 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 không. Chúng ta sẽ cố gắng, gần chưa full được. Full được còn là cả một vấn đề đấy. Bây giờ muốn phun là phải cái thương cảng của chúng ta nó phải lên cái cấp cao hơn. Đây, học ở đây để nó hồi máu cho quân nhanh một xíu. Những thứ khác thì cứ từ từ. Bây giờ tiền không có nhiều nhỉ. Hello, at the ready. Sir. Mua mấy con ngựa đó. Rồi. Tốt rồi, mình hồi được quân rồi. À, có một cái trò nữa. Các bạn xếp lại cho mình như này, bởi vì cái thằng spy này nó hay bị chết á. Đấy, các bạn ám sát nó cho mình. Rồi, chúng ta sẽ giết hết đám con nhà khoa học của chúng nó. Ok, thành công thì tấn công vào đây. Ai ôi, nó nhiều pháo thế. Vậy mà bắt nó đầu hàng trong vòng 5 lượt rồi.
Nó sẽ cử quân tiếp viện đến bây giờ mà mình không thể vây nó được đâu. Nhưng mà trận này nếu cố gắng thì mình tránh pháo binh của nó ra thì được. Còn nếu mà để pháo binh nó móc cho là chết đấy. Nghiên cứu cách đã. Nó hết toàn pháo xe ngựa kéo nên là mà. Kỵ binh của anh thì thực sự là chỉ là những cậu học sinh đối với kỵ binh Pháp thôi. Một đội kỵ binh của Pháp đó có thể chấp 3-4 đội kỵ binh Anh luôn. The colored vertical bar in the bottom left section of the screen tracks the relative strength of your army against that of your enemy. Enemy. Và cảm ơn ngài. Nói chung là bây giờ nó sẽ tấn công mình mà như thế này thì nó rất nhiều pháo. Ở đây nó có một cái thành phố các bạn nhìn này. Như vậy nếu như chúng ta triển khai quân ở cái khu vực mà cái khu vực thành phố này là khả năng cao nó sẽ không tấn công được mình. Đấy. Cái thứ hai nữa là pháo binh của chúng ta thì hoàn toàn không phải đối thủ của pháo binh Pháp. Về lý thuyết thì chúng ta đang đặt quân ở trên đỉnh đồi đấy, nhưng mà tầm bắn nó không tới. Mà thực ra thì mình cũng không cần phải tầm bắn nó tới. Mình sẽ đang nghiên cứu xem là mình sẽ triển khai quân kiểu gì. Có thể là mình sẽ triển khai quân như này, bắt địch phải di chuyển. Nếu như này nó sẽ phải xoay ngang và như vậy quân nó sẽ mất thời gian hơn. Thì là nói chung thì mình cũng chưa chắc lắm đâu. Mọi thứ đều là không chắc chắn cho đến khi các bạn chắc chắn một điều gì đó. Mình chỉ lên cái đội hình cơ bản để tìm cái phương án thôi. Còn là bản thân mình cũng không chắc chắn rằng ở đây chúng ta có một cái gò đồi các bạn nhìn này. Đấy. Nó triển khai quân ở cái khu vực này thì pháo binh của địch ít có cơ hội để tấn công của chúng ta. Và khi cần thì chúng ta có thể trườn lên trên sườn đồi để bắn từ trên sườn đồi xuống. Đấy. Chúng ta sẽ để quân ở nhiều hướng như này. Tướng thì nói chung là làm gì thì làm được xa xa ra một chút. Chẳng may nó bắn đạn bay vỡ đầu là chết đấy các bạn. Ok. Nếu tình hình ổn thì chúng ta sẽ lại bắt đầu trận chiến. Và trận chiến này thì thực sự là mình thấy nó chẳng ổn thế nào cả. Mình sẽ tấn công kiểu này. Cái đạn pháo nó có một cái đặc điểm là nếu các bạn tấn công ngoài cái vùng tấn công của pháo thì nó vẫn bắn được. Nhưng mà nó sẽ không chết được bộ binh. Địch bắt đầu di chuyển rồi. Binh của nó mới chết được có vài con thôi. Chúng ta bắn như này thì nó cũng không trúng được nhiều lắm. Mình không biết bằng cách nào nhưng chúng ta phải tìm cách hạn chế sức mạnh của binh loại bỏ sức mạnh của pháo binh Pháp, nếu không thì chúng ta không ăn được. Chúng ta không có cửa gì mà ăn. What the hell, sao mình để kỵ binh xa thế nhỉ? À, mình để đây là để phòng thủ ở bộ binh ở góc này à? Quân Pháp nó đang di chuyển khá là. Rồi nó chui vào trong này thì hầu như cái chỗ khu vực pháo binh phía bên này của nó là vô dụng để khi tấn công mình. Từ từ đã, mình nghiên cứu. Nó di chuyển hết quân sang bên kia rồi.
Cánh quân này có thể tiến thêm một chút. Vệ binh của mình sẽ chạy ra đây. Nó đang di chuyển ra hướng này. Bộ binh chỗ này của mình sẽ bị tấn công đầu tiên à? Cứ bình tĩnh. Nó cũng chưa tấn công được ngay đâu mà. Nói chung là chơi cái phiên bản này ấy, các bạn sẽ phải là một thực sự một nhà cầm quân thực sự, chứ không phải chỉ là một ông chơi game bình thường đâu. Bởi vì là các bạn có thể thấy rồi, hầu như là chúng ta bắn kiểu này hầu như không trúng. Chúng ta chỉ có thể dùng kỵ binh để bắt thôi. Di chuyển vào cánh rừng này. Chúng ta di chuyển rất xa. Cánh quân số thứ hai của mình, mình nghĩ mình sẽ dồn dần quân nó về đây. Chỗ này có một cái rừng cây, sao vẫn tốt hơn là đứng ở góc kia. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm cách tiêu diệt đội pháo ở này của nó đã. Di chuyển ra đằng sau này để nó không phát hiện được. Bắn áp chế đối phương. Sau đó mình sẽ phải tìm một cái điểm nào đó để chúng ta đang cần một cái điểm cao nữa đúng không? Đây là một cái điểm cao khá tốt này. Có thể phối hợp với hai đơn vị quân ở hai bên được. Rồi ok. Mình bắn đi. Rồi chúng ta lên đây. Cánh quân số 1. Mình vừa khảo sát được ở đâu nhỉ? Đây à? Được, chỗ này triển khai quân khá đẹp. Và chúng ta sẽ xử lý luôn 3 khẩu pháo của nó đó. Xong. Khá là đơn giản để giải quyết một vấn đề. Pháo binh của chúng nó bây giờ nằm ở trong này ạ. Phía bên này vẫn còn vài đội pháo kéo, pháo ngựa kéo. Từ từ nhá, bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển đội pháo chúng ta lên nữa. Đâu rồi nhỉ? Không có chỗ này là cao điểm không? Cái gò đây. Đây, nãy mình khảo sát được chỗ này. Đây rồi. Cái quân số 2 ra đây. Chúng nó không có tướng thì chúng nó sẽ khả năng kém thông minh hơn nhiều các bạn. Các bạn cứ thêm những trận chiến nào mà có tướng, ngoài nhất là tướng huyền thoại mạnh rồi giỏi một chút ấy, thì quân địch nó rất là thông minh. Đấy.
nó đang dàn hàng ngang này à? Nếu mà bây giờ mình cứ tiến theo hướng này thì chúng nó cũng lại gặp nhau thì cũng không hay lắm nhỉ. Có thể mình sẽ bắt nó phải di chuyển rồi. Cánh bên này thì không ổn chỗ nào. Pháo binh nó đặt ở đâu đó, chỗ này mình bị mất tầm nhìn, không nhìn được. Mình quên mất hôm nay đếm xem nó có bao nhiêu đội pháo. Chỗ này đây được, chỗ này có một cái sườn đồi. Và sau phía sau là cánh là thành phố. Chúng ta The men are fatigued, sir, and must rest a while. Mình không chắc là tầm bắn có tới không. Nếu mà mình tiến pháo lên gần quá thì cũng không hiểu. Thử đã, cũng được, xuất soát tới. Nhưng mà mình cho bộ binh quá xa, kỵ binh là nguy hiểm đấy. À, bộ binh là nguy hiểm. Lúc đó mình sẽ không có lực lượng bảo vệ pháo binh. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Hai cánh quân của mình đang rất xa nhau. Và như vậy thì quân địch nó sẽ khả năng cao mình sẽ dồn chúng nó co cụt vào một chỗ. Đúng rồi. Pháo binh của mình đạt tầm bắn rồi và mình sẽ nã vào đội kỵ binh của nó đi. Nó xông lên kìa. Không hẳn. The men are fatigued, sir, and must rest a while. Hảo mà chúng ta không có lực lượng bảo vệ à. Cánh quân bên kia vẫn đang tiến lên tốt đúng không? Rồi, một loạt đội ngựa của nó bị tiêu diệt. Pháo chúng ta bắn ở kỵ binh của nó nằm hoàn toàn ở trong tầm bắn của. Xong đây cưng. Mình bắn đây. Chả chết con mình ạ. Ok. Tiếp tục. Di chuyển hai đội ngựa này ra đây đã. The men are fatigued, sir, and must rest a while.
Chúng ta sẽ tiến lên một chút xíu nữa. Mình sẽ dùng pháo binh để yểm trợ cho bộ binh. Nhiệm vụ của pháo binh là yểm trợ bộ binh. Rồi, chúng ta sẽ tấn công ở đây. Chỗ này là pháo binh nó sẽ yểm trợ được. Đây là một cái sườn đồi, nhưng mà phía bên kia của nó lại có cánh rừng, nó vẫn lợi thế hơn. What the hell? Bắn kiểu này chết con mình mất. Rồi. Và bây giờ mình sẽ dùng đến uy lực của pháo binh. Đúng rồi, phải có pháo binh yểm trợ mới ăn được. Rồi đội kỵ binh mình điều ra đây đâu rồi nhỉ? Kỵ binh nhỏ lên đây. Đúng rồi, pháo binh bắn rất tuyệt đấy. Bắn cái khẩu pháo làm gì? Giá bộ binh của nó thôi. Đúng rồi. Pháo bắn kinh quá nhỉ. Dừng bắn đi. Pháo mình lá tốt rồi. Chết gần hết rồi. Cánh quân bên này vẫn chưa làm gì à? Thử nha. Tiến lên. Phải di chuyển đã thì mình mới bắn được. Pháo lại bắn ra đây. Nó lại đang bắt đầu di chuyển.
sir. Group orders. Mấy con ngựa ở nó kia kìa. Nó chuyển hướng ra hàng ngang ra hướng này à? Không có chỉ huy cái đánh hư học lắm. Có vẻ như là mình sẽ cần phải di chuyển pháo binh lên gần hơn một chút xíu rồi. Thằng khỉ nó bắn chết cả quân mình. Quân mình đứng sau tầm... Quân mình đứng bắn tỉa. Đứng xa xa là một tí, bắn ra chết nhau. Tiến bên đấy thì cánh quân bên này lại phải di chuyển rồi. Đây có một cái đồi khá tốt. Achelez-vous! Đây là một cái gò đồi này. Đến chỗ đấy thì hơi gần. Có lẽ đứng ở đây thôi. Đây nè. Không có chỉ huy, nó thật là ngớ ngẩn.
phá mấy khẩu pháo của nó được nhỉ? Bực thật. Úi dồi. Hai loạt đạn đi cơ số thẳng luôn. Bị pháo bắn thẳng này nó bắn cho thì sống được lắm. Lại thế ở chân đôi nhỉ. Nhưng chúng nó đang mất tinh thần rồi. Ôi nào để nó bắn cho kinh thế. Bắn vào đây thôi. Kiểu này chắc không cho con ngựa vào, chắc không được nhanh. Bắn vào đây. Bắn tung chết quân mình ra. Toàn quân ra đây đã. Tận dụng lợi thế của pháo binh chứ. Đúng rồi. Tận dụng sức mạnh của pháo binh chứ. Đúng rồi.
Ui, pháo mình lã sập hết cả nhà đây rồi. Cái nhẽ này chưa thể tiến lên xa được. Úi dồi ôi, cứ bình tĩnh. Nó lùi lại. Đến đây làm cái gì? Lùi lại đây, lùi lại đây. Mình bắn tỉa không lên sông cao đấy. Đấy, cái binh của nó xông lên à? Đội hình rỗng sẵn sàng. Nó gần tan cánh bên này rồi. Vướng nhở, xông thẳng vào cả. Kẹp giữa hai đội hình hiệp rỗng à? À, mày thông minh quá nhở. Mày thông minh gớm nhỉ. Úi dồi ôi, pháo mình bắn nó không lên được, lên bị pháo ba lã rồi, nát bét luôn. Đúng rồi, chỗ này đúng tầm bắn của pháo đẹp. Tiếp viện bao nhiêu chết bấy nhiêu. Rồi cho cứ cho quân đứng ở trên sườn đồi bắn. Nó chạy ra đâu đâu chết đấy này. Úi dồi, úi dồi ôi, pháo bắn thẳng nó khác. Úi dồi, úi dồi ôi, pháo từ trên sườn đồi bắn thẳng xuống đây này thì thả vào. Liệu có cần phải dùng đến cánh quân bên kia không? Hỏng ăn rồi, hết đạn rồi. Nó bị bắn tạt sườn này thì sống sao được. Lại xoay chiều kia. À à à à à. Kỹ thuật mã hồi à.
Mày thông minh phết nhỉ? Achelevu! Binh của nó đang xông lên kìa. Vì cánh quân bên này làm việc rồi đấy. Lên. Phá mình đâu rồi? Thôi dừng đi. Bắn đủ rồi. Chúng nó đang rút rồi. Mình ghét nhất là cái bọn nó mã hồi này. Hay làm quân của mình bị thương lắm. Bắn tan nát cả khu nhà này luôn, tha hồ triển khai quân. Nhanh, pháo rồi. Pháo bây giờ phải đặt ở đâu nhỉ? Đây là một điểm đẹp rồi, rút lại em ơi, đừng xông lên, đừng xông lên, đừng xông lên. Kỵ binh anh chỉ có đi móc lốp thôi, đấu tay đôi không ăn được đâu. Kỵ binh anh chỉ để đi móc lốp thôi. Rồi, không cần phải lúc dừng đâu. Glorious victory, sir, is soon to be yours. Đâu súng ở phía bên này à? Mình hơi thất thế. Chạy ra hướng này cho anh. Hết đạn hết rồi. Hết cả đạn rồi. Rút lại. Cái binh của nó đang xông lên, mình không ăn được. Pháo binh của mình đâu rồi? Không được, đặt ở chỗ này nguy hiểm quá. Đây. Có lẽ không cần đến pháo binh nữa rồi. Quay chúng nó lại. Cái binh nó tràn lên đây. Achelevus! Rồi, hai thằng này đứng trong rừng nó rất lợi.
Quân địch đã bị quay hoàn toàn. Rồi, cho kỵ binh xông vào. Alo, quân. One of our units has used all its ammunition, sir. Achille-vous! Xong rồi, ta nát luôn rồi. Và hầu như là mình đánh trận nào ở Napoleon mình cũng là heroic victory. Rồi, ok. Victory. Cướp được hơn 5,000, tội gì không cướp. Nhà đang nghèo. Lại bán vòng Pháp. Chọn cái giải pháp này thì không tốn quân này, vẫn kiếm được tiền này. Nghĩa là ép chúng nó phải đầu hàng. Vì bên quân của mình cũng đang bị thương khá là nặng, là mình không muốn... Mình chỉ cần tiền thôi. Cũng không nặng lắm đâu, đúng không? Vẫn được hơn 400 đồng, cướp tiếp. Nếu mà mình có thể đánh xuống cả Thụy Sĩ nữa thì tốt kìa. Nhưng mà chắc là hơi khó. Nói ra vùng này lại cho thằng đệ Beijing. Ơ, thằng đệ này có công nghệ này. Vãi lúa nhỉ? Nó nghiên cứu được công nghệ hơn mình nhỉ? Cái công nghệ đấy thì mình cũng không quan trọng lắm, mình cũng không dùng. Rồi, nếu như mà thằng Bình nó đóng quân ở đây nữa thì... Như vậy thì chúng ta đã chặn được... Ái à, quân Tây Ban Nha nó cử quân lên tận đây rồi. Như thế này là mình đã chặn đứng đường tiến quân của thằng Pháp rồi. Bây giờ nó chỉ có thể đi qua Thụy Sĩ thôi. Việt Nam thì nước Ý đang bị lượt này không vừa ám sát xong rồi. Mình cần một thời gian, khoảng thời gian để hồi quân. Chưa thể đánh nhau ngay tiếp được, lại phải rút về thôi. Tạm thời mình sẽ nó sẽ đi hành quân qua Thụy Sĩ này. Phía Việt Nam này thì đã có thằng Áo nó chiếm được cái vùng này rồi. Mình chưa đủ lực để có thể đánh tiếp. À, chúng ta đã có hai chiếc thuyền này. Mình nghĩ phải thêm hai cái thuyền này nữa. Quánh nhau tí. Chúng ta kiếm được vẫn hơi ít tiền. Kể ra kiếm thêm ít nữa thì tốt. Bây giờ thì phong tỏa được cái vùng này rồi ấy, nhưng mà ready and awaiting orders. Vẫn đang mua ngựa. Your orders, your majesty.
chuyển nốt thằng này sang đây nữa. Men, forward. Hai con ngựa nữa rồi. Lord. Ok. Yes. Mình sẽ tậu thêm một tướng nữa. Đây. More orders. Lord. Luyện tấp cấp cho tướng từ từ. Chúng ta tướng này của chúng ta đã max skill à, max các cái. Đây này, 6 skill là max rồi. Còn bây giờ nó chỉ lên cấp thôi. Để những cái này nó sẽ lên dần cấp thôi, chứ còn nó không học thêm một skill. Có, vẫn có thể học thêm một skill nhưng mà là skill bị nhánh bên này. Nhưng mà đấy ít lắm. Đấy là phải cực kỳ là hi hữu mới có thể học được. Đấy. Thế này là ổn rồi, chúng ta cũng không cần luyện cao quá đâu. Bởi vì luyện lên max level thì mình đã thử rồi nhưng mất thời gian lắm. Bạn lên max level thì chắc phải mất cỡ. Nếu không làm cái việc gì cả suốt ngày chỉ ngồi luyện cấp thì cũng phải mất đến 6-70 lượt thì đó. Mà như vậy thì chúng ta có khi hoàn thành chiến dịch rồi. Chúng ta chỉ cần tướng tương đối như này là đã có thể rất là mạnh rồi đúng không ạ? Rồi. Thôi qua lượt. Chúng ta còn hơn 2.000 nhưng mà chắc cũng không làm được cái việc gì cả. Qua lượt. Nước Bỉ nó có vẻ hòa bình nhỉ? Hầu như là ít nước đánh nó. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must either appease the rioters by lowering taxes, bọn kia sắp nổi loạn rồi. Không nổi đi, có gì đâu, anh có cấm mày nổi đâu. Before the riot becomes a rebellion. Nổi tự nhiên. Bây giờ là năm 1806. Ok, thêm một con ngựa nữa là đẹp. Mình đang chờ tiền để nâng cấp cái cảng hải quân của mình nhỉ. Đây rồi, đứng ở đây cũng được. Đứng đây cũng hồi quân mà. Đúng rồi. Xong thì mình phải tính đi đâu nữa nào. Đánh vào cái vùng này. Nếu có thể giải quyết được cái khu vực này thì rất là tuyệt đấy. Nhưng mà mình nghĩ mình phải đập Thụy Sĩ trước. Nhưng mà Thụy Sĩ quân nó đông quá. Thằng Bỉ này nó rất là thân thiện với cái khu vực Latin này. Người Pháp và người Ý, người Đức đều hợp với nó. Và Tây Ban Nha nữa. Chúng ta cướp bóc tàn bạo quá bị chơi điểm ngoại giao. Kệ chứ. Cướp đấy đâu ra tiền. Achillez-vous. Mình có thể có tối đa 6 tướng rồi. Nhưng hiện tại mình không dùng nhiều. Bọn này nó cử rất nhiều thuyền buôn đi đấy. Mua mấy cái thuyền chiến nữa. Rồi. Nếu đủ điều kiện thì cái hạm đội này sẽ nam tiến. Để tiếp theo mình sẽ nâng cấp cái cảng quân sự của mình đấy nè. Kinh tế thì nó cũng ổn đấy. Bây giờ thì Napoleon kìa.
Ồ. Thằng Hansen dẹo là dễ thằng... Liệu thằng Đức có giữ được vùng đất trên này không? Giữ được hay không là do mình sẽ đánh móc lốp ở vùng phía dưới này. Thì may ra chặn đường tiếp viện của quân Pháp thì may ra mới ăn được. Xin hòa bình và bắt mình lục 5.000. Ô, anh ấy thật là vãi luyện. Rebellions grow in strength over time. Chúng ta sẽ nâng cấp cả quân sự đây đã. Always act quickly in these. Mua được mấy con ngựa nữa. Nâng cấp được cái đây rồi. Chúng ta sẽ tuyển thêm được các đội lính đây. Blackwatch là gì nhỉ? Nói chung là một cái đội lính hero. Lính mạnh nhất của đội quân mặc váy. Tóm lại là như vậy. Ready for orders. Troops, forward. Your Majesty. Men, forward. Make ready. Your Majesty. Đánh nào cưng. Victory. Gì đây? Adboros vote gì đấy? À thôi, cái skill đấy là ổn đấy. Cái skill đấy là tốt. Chúng ta sẽ xếp lại các bạn nhớ nhá. Bởi vì cái bản này nó không... Skill của nó là ngẫu nhiên mà. Chúng ta học được cái skill này là rất tốt. Chúng ta cần học tiếp cái skill là... Attacker trên lệ... Attacker. Victory. Rồi. Sir, your orders? Your orders, Your Majesty. Mình đang cố gắng luyện lên một vài tướng gì đó. Virtue and valor unconquered. Rồi. Forward! March! Your Majesty. Harvesting supplies. Thằng Pháp mày. Ngon thì lên đấy. Chiếm Pháp anh chiếm lại luôn. Ready for orders. Đây rồi. Bổ sung thêm một con ngựa sang đây là đẹp. Hai con ngựa cho vào đây. Tình hình kinh tế của chúng ta thế nào rồi? 7.500 một lượt. Vậy thì chúng ta phải bổ sung thêm quân đi. Đúng rồi. Wellington. Lúc nào cũng là Wellington. Nếu như mà nó tấn công được vào vùng này thì mình sẽ đánh chiến lại luôn. Người Pháp đâu rồi? Pháp vừa nãy quân thì làm ăn gì? Tướng gì đây? Edward Monitor, thằng tướng này rất giỏi về bộ binh đấy. Mình bây giờ đang phải tuyển đến quân. Hạm đội của mình còn 6 lượt nữa. Rồi ôi, còn rất nhiều thời gian nữa chúng ta mới nâng cấp được. Bây giờ mình bắt đầu cũng phải tích tiền để nâng cấp nhà cửa. Vừa phải mua quân nữa. Cố gắng thành lập thêm quân đoàn thứ 3 để đi đánh trận rồi. Thật không may là anh ấy không dám tấn công vào đất của mình. Rất là rất thú vị nếu như quân Pháp buộc phải phòng thủ ở đây. Người Đức sẽ bớt để tốn thời gian để phòng thủ ở đây. Mình sẽ tận dụng cơ hội đó để... Bây giờ mình muốn... Tiến xuống phía Nam bây giờ chưa có một cái cảng nào. Hải quân của mình không có cảng thì hơi khó. There are naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited.
Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Cố gắng phun hết các cái cảng biển phía trên này đã. Phun được là cả một vấn đề chứ. Cần rất nhiều thời gian để có thể phun được. Chúng ta có thể có 20 thuyền buôn ở một cái điểm giao thương này. Đó là con số không hề nhỏ. Cần rất nhiều thời gian. Bạn có thể thấy rằng các cái điểm này chúng ta còn chưa có thuyền buôn. Đấy, để mà có được cái số thuyền buôn như vậy thì nó nhiều, 8.000 rồi, ok. Mặc dù kinh tế của chúng ta cũng kiếm được khá nhiều ấy, nhưng mà chúng ta có thể nâng cấp tiếp công trình này à? Nâng cấp cái này để hồi quân á. Hết tiền. Mình vừa thấy đâu đó thằng Pháp cử quân đi sang đây cơ mà. 125. Chưa thể hồi ngay được. Đánh chiếm vào đây đi. Anh tái chiếm luôn. Mà mình sao không trao đổi công nghệ với bọn này nhỉ? Biết đâu nó có công nghệ gì xịn hơn thì sao? Đấy, bọn này tự dưng lại có công nghệ này này. Chảnh chó ghê nhỉ. Rồi. Đây là một cái công nghệ để có cái thuyền Carolin, mà cái thuyền này thì mình đâu có dùng đâu. Khá là ổn đấy. You're humble, sir. Sau chúng ta sẽ có thêm quân. Quân đoàn này chưa thể tấn công theo được. Chúng ta sẽ ám sát lốt nhà khoa học này của Pháp để cho Pháp nó không thể phát triển được. Trượt cũng được nhưng mà đừng có chết là được. Trượt không sao. Đừng có tèo là được. Bên này nó cũng có mấy thằng liền. Hai thằng à. Khử hết bên này đã. Lần tiếp theo mình nghĩ là thằng Pháp dễ nó chiếm được một trong hai cái vùng đấy. 120 vùng đất ấy. Rồi. Xong, mình nghĩ là xong rồi. Pháp đã chiếm được rồi. Và tiếp theo sẽ là nước Đức. Có lẽ Đức thất thủ khu vực này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chúng ta sẽ im lặng và chờ thời. Việt Nam thì người Nga và người Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang có cuộc chiến qua lại và chưa có hồi kết. Người Áo thì cũng vẫn... Có vẻ Pháp vẫn chưa làm gì được nó.
Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. You must đây là một cái chai rất xấu các bạn ạ. Nó sẽ ngẫu nhiên có thì chúng ta sẽ loát lại. Cái chai này này, nó tự động nó học này, chỉ một chỉ huy đối với kỵ binh này. Đấy, thỉnh thoảng nó sẽ hiện lên một cái chai như vậy thì các bạn loát lại cho mình để nó không bị nữa. Sau khi loát lại thì nó sẽ mất cái đó là cái skill nó ngẫu nhiên xuất hiện theo lượt. Tướng Wellington của chúng ta không thể có skill xấu được hả? Đó. Nhiều lúc các bạn sẽ thấy là tự dưng nó sinh ra một cái skin rất là vớ vẩn mặc dù các bạn chẳng làm gì cả. Cái skill vừa rồi nó sẽ làm giảm khả năng chỉ huy kỵ binh của tướng cho mình xuống. Kỵ binh của anh đã tồi rồi còn thêm giảm khả năng nữa. Chán chết đi được. Đức và Pháp sắp chuẩn bị áp sát nhau rồi. No. Để các bạn ra cái skill tào lao đi nữa nhá. Rioting has broken out in this region as the lower orders have become too unhappy. Nó lại mất đi rồi mà. You must either appease the rioters by lowering taxes. Chúng ta lại có thêm một cái tướng này. Rất tiếc là chúng ta chưa cần tuyển thêm tướng. Act quickly before the riot becomes a rebellion. Trong khi chúng chưa thể tấn công được thì chúng ta sẽ tiếp tục tranh thủ móc lốt căn cứ phía nam của người Pháp. Rồi chúng ta sẽ cho nó phun cái đội thuyền buôn này đi đã. Ôi ôi, còn cả một vấn đề. Còn cả một vấn đề rất là dài. Mất mấy lượt nữa chúng ta mới nghiên cứu được công nghệ tiếp theo. Cái thằng đệ của mình nó còn nghiên cứu được cái công nghệ đấy rồi à. Điều đấy dễ hiểu thôi, bởi vì đây này nó có, nó cũng có nhà khoa học, nó cũng có viện trường đại học ở đây mà, nên là nó nghiên cứu được. Chỗ này Đức nó sẽ phải tập trung quân và Pháp tập trung, chúng ta sẽ tranh thủ móc lốt buộc phía nam này và đánh chiếm vào đây. Mình sẽ đánh đến đây và cắt đứt tuyến đường vận tải của nó. Sau đó mình sẽ thâu tóm khu vực này. Đấy là kế hoạch thế thôi, chứ chưa chắc là ăn được đâu. Sáu đội lính rồi. Chúng ta cần 10 đội lính. Ok. Cái đội lính chưa ra được nhỉ? Hai lượt nữa chúng ta mới có đội lính đó. Ai chà chà, bốn lượt nữa. Hạm đội này sẽ có, mình hy vọng đủ sức để tấn công, bởi vì là hết tiền. Không có chiến tranh chúng ta sẽ rất ít tiền. Đánh vào đấy trước hay đánh vào Thụy Sĩ trước nhỉ? Mình nghĩ đánh Thụy Sĩ trước hay hơn. Đánh Thụy Sĩ mình sẽ cắt đứt toàn bộ lực lượng Pháp ở khu vực phía đông. Đúng rồi, đánh Thụy Sĩ mình sẽ vòng xuống đánh Tây Ban Nha cho để ngỏ khu vực trên đấy.
khu vực trên đấy mình có hai quân đoàn rồi, sợ gì đâu. Đang tập trung để thành lập thêm một quân đoàn thứ ba mà. Chiếm được Tây Ban Nha mình mới có thể thành lập cái hạm đội ở khu vực dưới này được. Thằng đệ của mình rộng phết. Rebellions grow in strength over time, the more they're left unchecked. Always act quickly in these instances, otherwise the uprising may capture a region. Xong, thằng Pháp chính thức đó đã thành công rồi. Chúng ta sẽ cho các nhà khoa học này ra đây để sang bờ bên kia. Các nhà khoa học bên này của mình mới còn thiếu nhà cái có 2, bên kia 3 rồi. Nó không cần nhiều thế. Đó. Một điểm nữa thôi. À. Nó đang bỏ chấm đây này. Lần sau chúng ta tấn công Thụy Sĩ. Mình hy vọng là tấn công được. Không chắc lắm. Tấn công đi em. À chà. Mình quên khuất không xếp vào. À tốt. Học hai cái skill rất là tuyệt vời. À, rồi ok. Xếp lại đã. Có hai cái skill này là rất tốt rồi. Wipe them out. None shall defeat us. Your Majesty? Immediately. Yes. Học tiếp cái skill Attacker Challenge nữa là đẹp. Sau đó sẽ học skill Vây Thành nữa. Yeah. Thụy Sĩ ơi, chuẩn bị đi. Nâng cấp những công trình tăng tiền chưa đã. Ok. Chúng ta sẽ ám sát nốt thằng nhà khoa học cuối cùng của đây xem có ăn được không. Thằng spy của mình vẫn xịt à. Thằng đấy né nó cao quá nhỉ. Một lượt nữa chúng ta sẽ nâng cấp ở nhà lính, chuẩn bị có lính đời 4 rồi, và chúng ta sẽ tuyển được thêm 4 đội bắn tỉa đặc chủng của Anh. Hóa ra cái vùng trên đấy là thằng Đức chiếm được à? Nếu thế thì còn đánh nhau to. Chiếm được khu vực phía nam này thì hải quân của chúng ta sẽ có căn cứ hải quân ở vùng Địa Trung Hải. Chúng ta mất Gibraltar giao lại cho thằng đệ rồi. There is unused land suitable for farming in this region. Building farms here will help the population to grow over time and produce trading. Lại đến Zonmo bị cái skill này á. Không biết.
rất là vớ vẩn. John Moore là một trong tướng mạnh của mình, không thể để mất được, để học cái skill vớ vẩn ấy được. Cho cái thằng tướng cùi cùi hơn. Bực thật. Cho cái thằng này này. Thằng này đằng nào nó có cái skill tà lao này này. Your Majesty. John Moore mình học và skill ngon này, tự dưng lòi được skill vớ vẩn này. Mất bao công luyện cặp. Dù sao thì cái lực lượng hải quân của mình, của tướng đô đốc Nelson thì chưa thể đi được, bởi vì là phía Bắc chúng ta chưa kiểm soát hết các cái phương cảng. Sau khi kiểm soát hết phương cảng phương Bắc thì mình bắt đầu mới tính chiếm cướp các cái phương cảng phía Nam. Còn bây giờ thì chưa cần thiết. Người Nga vẫn luôn luôn tự cho mình là thực sự thì đánh nhau trên đất của người Nga thực sự là một cái thảm họa. Thời tiết băng giá là một cái lợi thế không hề nhỏ cho quân Nga. Ói, chúng ta lại không bị cái gì extra đấy nữa rồi. Đây rồi, chúng ta được có được cái đội lính hero của Scotland rồi. Và đây cưng. Rồi, ngọt. Vâng, cảm ơn chị. Đây. Còn cái. Trời ơi. Bây giờ nâng cấp nhà cửa. Hết tiền. Người Pháp chiếm được vùng này à? Liệu người Đức có giữ được lâu nữa không? Chúng ta sẽ xếp lại và áp sát tiếp đã. Bằng chết thằng này xem nào. Ôi ôi. Đó, đó là lý do tại sao chúng ta cứ phải loát lại. Bởi vì là nếu chúng ta không xếp lại như vậy thì chẳng may bị bắt. Thằng gián điệp của chúng ta bị bắt là nó dẻo luôn đấy. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm lại. 62% mà vẫn trượt. Thằng này né nó tốt đấy nhỉ. Né như Triệu Vân đấy. Rồi, xong rồi đây. Ái giả. Oánh luôn kìa. Cũng được á. Quân đông đấy. Quân của nó vào tới dạng quân tiếp viện thì mình sẽ cứ bam nó chết luôn. Trận này mình sẽ tập tận dụng sức mạnh của pháo, bởi vì là chúng nó không có pháo binh, chúng ta sẽ cho pháo bắn cấp tập mặt chúng nó luôn. The radar map allows you an aerial view of the battlefield, detailing the position of units. Use the plus and minus buttons to zoom in or out.
battlefield. Troops, unlimber! Infantry! Yes, sir! Tiến quân thật nhanh, Stanard! Yes, sir! Leg four! Gần quá! Ra đây! Quân thứ hai. Đây chỉ là những đội lính cơ bản của người Anh thôi nhé, chưa phải là lính đặc chủng. Crouching chẳng hạn, đội cận vệ Crouching. Bây giờ đội cận vệ Crouching của Anh vẫn còn nhưng mà nó mang tính chất biểu tượng thôi, chủ yếu là để bảo vệ nữ hoàng. Đội cận vệ có lịch sử là mấy, ồ, để mình xem nào, mấy trăm năm rồi đấy. The presence of your general in proximity to his men has a morale boosting influence on them. Tiến lên. Có tiếp viện của nó vào từ đâu nhỉ? Đừng bảo là nó chui từ đằng sau lưng mình là vỡ mồm. À, nó vào cái góc kia, không sợ. Đẹp, hợp lý. Bắn bọn này luôn. Mày mặc áo màu đỏ giống anh à? Đóng quân ở trên này là lợi thế rồi, chúng ta có một cái sườn đồi đặc biệt. Dàn quân ra đây. Ta bắn từ trên sườn đồi xuống các bạn. Nó bị bắn kiểu tạt sườn này thì nó mất tinh thần nhanh. Rồi, chạy rồi. Ok. Dám đánh nhau với đội quân màu đỏ. Dám đánh nhau với quân Anh. Như thế. Ra đây. Nó bị bắn tạt sườn này mà nó cũng đứng để bắn được. Đó, thế này còn đứng dưới chân đồi nữa chứ. Thằng này không biết nó học trường quân sự trường nào ra. Chắc là học trường làng rồi. Let's
vậy mà nó cũng phơi chết mất mấy thằng lính của mình rồi. Đùa đấy. Lính Liên Dương Thụy Sĩ này trong quân đội Pháp thì khá là mạnh. Xong. Quá xa chúng nó chưa thể tới được. Dồn quân lại. Cho quân vào cái nhà này thì tuyệt nhỉ. Phá hồ phòng phủ luôn. Mày xông nhanh gớm nhỉ. We have killed their general, sir. Now they must break. Nó chạy nhanh thật. Cavalry à? Cavalry. Nhanh nhỉ. Rút vào đây đi. Nó khỉ thật. Mình để ý không, không kịp để ý. Chơi chết sừ mấy con ngựa nó đi chứ. Nó để nó móc lốp này. Tút, còn chưa? We have taken a building, sir. Chết hơi nhiều ấy. Nó đang tràn đến kìa. Ai già. Có vẻ nó hổ báo hơn mình tưởng đấy. Chỉ sơ sẩy phát ăn đòn ngay. Kinh thật. Không đánh ẩu được. Ra đây. Bắn tạt sườn cho anh. Sợ gì. Mình chạy nhanh quá thế. General stop.
tiếp tục rút lại đây đã. Phát huy sức mạnh của pháo binh đã. Sẵn sàng. Cái quân bên kia nó đang đến kìa. Đúng rồi. Pháo đâu, lã thẳng mặt cho anh. Úi dồi ôi. Mày sắm được không? Nếu nó lao thẳng vào pháo của mình thì... Nó sẽ chết đấy mà. Mấy thằng này bị điên à? Không thích lao vào, ok chưa? Tan luôn. Ok kìa, bắn kỹ binh của mình chứ. Rút lại đi. Bình tĩnh. Chưa cần phải lên vội. Ai già, tấn công toàn tuyến rồi. Bình tĩnh đi. Làm gì mà các anh nóng thế? Em chỉ đùa tí thôi mà. Các anh làm gì nóng thế, tấn công dữ dội thế. Làm gì mà tấn công em dữ dội thế. Để lên. Ok. Bắn ngựa mình. Quay làm ra hướng này đã. Kinh nhở. Đội quân màu đỏ này cũng mạnh gớm chứ nhở. Rút vào cánh rừng. Rút tại sau hàng rào, nhanh. Nó cứ xung phong nhở, bọn này ghê thật. Được rồi. Xung phong à? Ốp vào sau lưng nó. Đây rồi, bình tĩnh. Để xem chúng nó làm trò gì đã. Đây rồi. Cái binh của mình cứ đứng ở đây đã, bình tĩnh, không nên vội vàng. Ấy chà, bắn tạt sườn mình kìa. Bọn này tốt nghiệp học viện nào ra mà thông minh thế. Bắn vào đây. Lôi lại tí xíu ấy, coi chừng chúng phải pháo mình. Mọi việc có vẻ ổn rồi. Đội quân này được lấp trong rừng. Đội này nó lấp trong rừng. Mình
mày tấn công ổ ạt à? Tấn công ổ ạt à? Ê, dễ dụ cho nó vào rồi. Ok, pháo binh bắn vào đây. Bảy dễ với mấy thằng liều này, đánh từ từ. Thế mà nó bắn mình cũng thương nặng phết đấy chứ. Các bạn là nó đông quân. Achelez-vous! Mày gớm nhỉ? Bắn vỗ mặt anh à? Ô kìa, bắn mãi chết cái đội này của nó à? Sir, our general is under attack. Lùi lại đây, chết bây giờ. Xong. Biết ngay là chúng nó sẽ lại quay lại. Cái trò này rất là quái dị. Chạy rồi lại quay lại. Rồi ok. Vào đây. Còn quân nữa không? Còn vài thằng kia nữa. Ai già ôi, nó bắn mình cũng thương vong lạ phết nhỉ. Mày có thích bắn nhau nữa không? Rồi, chạy hết rồi. Bọn này nó vào nhà nó bắn nhau thì SHL rồi. Vào nhà đi em. Xong rồi. Lại thằng này lại quay lại à? General stop. General stop. À thôi. Chạy long quang chết bỏ mũ. Ai già ôi, lâu lâu rồi mới không có trận Heroic Victory gì. Trận này quân nó đông thật. Này. Glorious victory. Sorry sir. Yes my lord. Hương cũng khá nặng. Raise the flag.
Trận này lý thuyết thì thắng đấy, nhưng mà nhiều khi auto nó ngớ ngẩn lắm, nên là mình cứ bên nó chỉ còn đám toàn quân thôi mà. Mình cứ chắc cờ. Ôi 6000 cướp đã. Viêm tí xẻ, nhà đang nghèo. Cũng có thể mình sẽ khôi phục cái nước Thụy Sĩ này lên nhỉ. Dù sao thì mình cũng muốn có một cái nha. Ôi à. Mình vừa bán cái vùng nào cho thằng Pháp nhỉ? Không mà. Cướp đã. Thôi, không. Thế này là mình cũng có tiền rồi mà. Được có 3000 thôi à. Khôi phục cái nước Thụy Sĩ lên á. Có nên không nhỉ? Thôi dẹp nó đi. Giao lốt vùng đất này cho thằng đệ. À, vùng đất này hồi máu nhanh này. Có công trình này để hồi máu này. Ngon rồi, thế mình có thể đứng ở đây và chờ một chút nữa mình sẽ... thằng áo này dám bỏ đồng minh với mình à? Không thể đồng minh được. Vậy mình phải chiếm vùng Italia, mình sẽ khôi phục cái nước Italia ở phía bên này lên. Để chặn đứng cái đường tiến sang bên này đã. Bây giờ thì gần như là Pháp nó không thể tiếp viện sang khu vực bên này được rồi, bởi vì đây nó đa giáp với thằng Áo mà. Tấn công vào đây đi. Tấn công vào đấy là đẹp. Mình nghĩ là vậy. Sắp có chiến tranh giữa các đồng minh rồi. Đây đã. Để lên cái nhà lính này để tuyển lính nhá. Và tiếp theo. Không đủ, thôi để lượt sau mua. Mình còn mấy lượt nữa nhỉ? 2 lượt nữa có đội thuyền. 8 lượt nữa thì chắc là đủ 5 7 chiến hạm. Cũng ít xoáy hạm nữa là 8. Nói chung là ổn. Bảy thành nữa. Quân Thụy Sĩ mạnh phết đấy. Wellington mà còn phải vất vả cơ mà. Hồi quân mất mấy lượt đây. Người Pháp bị chặn tất cả các thương cảng này. Ok. Thế quái nào mà nó mò vào tận nhà mình rồi kia? Vãi lúa. Thằng Pháp này bậy thật. Mình không có quân đồ chú, vừa đưa mấy thằng lính đi. Cái thằng Đức Củ Khi để cho nó chui qua nhà không biết à? Làm mất công mình lại phải chiếm lại rồi. Nhưng mà quân của mình đứng đóng ở kia mà nó một nhiệm kỳ nữa trôi qua. Development in these areas now will increase your nation's trading income later. Nói chung thì không sợ lắm, bởi vì đây quân của mình đóng ở đây rồi. Begin siege. Settlement under siege. Cho phép nó đầu hàng. Bởi vì nếu mà mình chiếm bình thường
không để ôi mất ôi bao tiền để sửa nhà này, chết rồi, thằng chó chết, mất cả công trình mình đang nâng cấp chứ. My lord, immediately. Galleons ready. I love where. Forward. Your orders, your majesty. Mất công mình lại phải tu sửa nhà cửa, mất cả thuế nữa chứ. Vụ này mất hơi nặng đấy. Có công trình nào đang nâng cấp dở giảm tạm thời dừng đấy để mua cái đội thuyền buôn đó. Bọn này gớm thật, dám chơi mình. Mất hơi nhiều tiền đấy. Đấy, mất tận hơn 4.000 kìa. 8.000, 9.000, bây giờ còn có một nửa. Sửa lại được cái cảng này xong thì cũng còn là rất nhiều thời gian mới có thể lại có tiền. Do nó bị mất dân chết nhiều. Đấy là mình còn giải pháp, mình chọn cái giải pháp là hòa bình đấy. Nó chọn giải pháp mà chiến tranh nữa thì chiến tái chiến thì còn mất nữa. Thôi. Ăn của người cũng bị để đến lúc bị người ăn chứ. Anh vào đây. Công trình này bây giờ nghiên cứu vào đây. Xem nào. Đây. Rồi. Cây nhỉ. Ôi sao nó lại bổ nhiệm một loạt cái lũ ngu ngốc gì thế này. Ô sao một nhiệm kỳ toàn bọn ngu ngốc này. Clicking on the hold elections button automatically generates an election result based on free and fair elections held in a democratic manner. Oh. No, it really does. Would I lie to you? Khỉ thật nhỉ. Bao nhiêu những tướng giỏi qua nhiệm kỳ phát nghỉ việc hết à? Nó vẩn quá đấy. Tướng mang tên. Xem lượt tiếp theo có tình hình ổn hơn không? Mất bao tiền của mình rồi. Một lượt đi một lượt thảm họa. Ai già nó đóng quân đi đông thế? Áo nó không đồng minh với mình nữa. Chắc là do mình phát triển mạnh quá thôi mà. Đức thì nó vẫn đồng minh với mình. Hay quá, Tây Ban Nha tái chiếm được Milan. Naturally occurring resources in this region that are not currently being exploited. Development in these areas now will increase your nation's trade income later. Chúng ta đã có hạm đội rồi. Và bây giờ thì Ready and awaiting orders. Yes, my lord. By the left, march. Thu tiền chứ không gì nghèo lắm. Ồ, mất nhiều tiền thế nhở. Hỏng mất cái vùng này một phát và mất bao nhiêu tiền.
Chiêu hồi được quân. Nào, đô đốc lên sân. Vấn đề là mình phải làm là có được cái thương cảng phương Nam chứ nhỉ. Không có cảng biển phương Nam thì làm sao mà hải quân tiến quân vào được. Your Majesty. Ám sát sẽ phát rồi. Rồi, ok. Xong. Xong con ông. Secrecy, my watchword. Discretion is assured. Some mistake, surely, General. Nó đóng một quân đoàn đây. Còn phía Bắc thì mình chưa biết. Ready and awaiting orders. Hail the troops for battle. Siege them. Victory. Cướp đã, đang nghèo. Forwards for crown and country. The siege is broken. Đấy, sửa mất có mấy trăm. Chúng ta có thêm được một cái công trình nghiên cứu khoa học nữa. Tuyệt. Bây giờ người Pháp nó sẽ tấn công mình ở đây, vào đây à? Ở đâu thì không biết, nhưng mà chắc mình vẫn ăn được. Quân đoàn này ở trên này có lẽ mình chờ mua đủ quân đi. Còn thằng này chắc phải cho xuống phía Nam đi. Không, chúng ta đang thiếu lực lượng. Ở nhà... À đây rồi. Thêm đội đánh Thụy Sĩ này nữa này. Đội đánh Sĩ này nữa này. Cướp được ít tiền rồi. Bao nhiêu tướng lĩnh giỏi, các cái chính trị gia giỏi đâu hết. Thay bằng cái lũ dẫn ơ thế này. Toàn bọn đất ơ. Toàn bọn 3 sao là chả có cái hỗ trợ gì cả. Mất bao tiền của mình rồi. Chesky của mình đã có cái tướng Chesky rất cao. Cho tướng này vào đây nữa. Tấn công vào đây cho anh. Tướng này thủ đây. Ổn rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi thêm các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.